link ra rất nhiều sản phẩm như là cuốn sách nhé, Vàng Anh và Phượng Hoàng này, tham gia giám khảo show về review, tham gia và một niềm vui rất là lớn là quay trở lại với phim truyền hình trong series Cảnh sát hình sự Mê Cung và cũng hát nhạc phim luôn. Đó là những cái việc mà Linh đã nỗ lực và cố gắng ở trong cái khoảng thời gian mà mọi người thấy rằng là như không có sản phẩm nào, và có một cái sản phẩm Fall in Love cho cái show The Debut. Và cho đến bây giờ thì Linh muốn bật mí rằng là đúng là Linh cũng thấy là thấy vô cùng có lỗi với những người yêu thích âm nhạc của mình, tại vì mình đã mất hút hơi lâu và nhường chỗ lại cho rất nhiều những những ca khúc mà để đến khi bây giờ mà mình xem lại thì mình cảm thấy là bây giờ có thể là những cái ca khúc của trên thị trường bây giờ nó cũng rất là hay và rất là tươi mới, và các em ấy thật sự rất tuyệt vời. Nhưng mà lý do để bây giờ quay trở lại với single ngày hôm nay là một single nằm trong album Vol 3 của Linh. Nếu ai theo dõi con đường âm nhạc của Linh thì sẽ biết là 8 năm rồi thì Linh mới ra album, và đây là cái album Vol 3, và Linh nghĩ rằng là sẽ có một sự khác biệt, có một điều gì đó thú vị. Khoan, đó tới đây là phải ngắt liền, mà không ngắt phải là bạn kể hết album Vol 3 có cái gì liền. Cho nên là ngày hôm nay Huy chỉ muốn làm mọi người nên tập trung vào đúng Mỹ. Mỹ là single đầu tiên. Vâng, đây chính là lý do em sẽ dẫn con Mỹ đây. Là Mỹ, tại sao lại là Mỹ? Là tại vì đây là một cái kỷ niệm vô cùng đặc biệt với Linh, bởi vì tác phẩm Văn Học Vợ Chồng Hoa Phủ là một tác phẩm mà cách đây 13 năm Linh đã gặp đề thi đại học của chính tác phẩm Vợ Chồng Hoa Phủ. Và cũng rất là vui bởi vì cái thời điểm ra mắt này lại là thời điểm mà các em đang chuẩn bị ôn thi đại học. Nghĩa là rất là gấp rút, rất là nước rút, và chắc là đang hỏi nhau rất là nhiều năm nay ra đề gì nhà bạn ơi, hay là năm nay nên như thế nào, hay năm nay như thế nào. Và Linh nghĩ rằng là nếu mọi người xem xong tác phẩm này thì mọi người sẽ biết rằng là Mị là một kỷ niệm với Linh, nhưng trong tác phẩm này có sẽ rất nhiều những cái điều thú vị khác, và mong rằng là các em, trước hết là chuyển lời tới các em sắp thi đại học rồi, và các em hãy luôn vững vàng cố gắng, bởi vì là hãy tự tin và có những tác phẩm văn học giống như là những câu chuyện về cuộc đời, về những số phận, ở những thời điểm khác nhau, ở những thế hệ khác nhau, và cùng đồng cảm, cùng chia sẻ thì mình sẽ làm văn tốt hơn, đúng không anh? Anh chuyên văn mà. Nhưng mà số phận của các em sẽ ra sao nếu như ngày 25 này đề thi không có Mỹ? Mỹ đã nói rồi là bây giờ xem MV đi rồi Mỹ lôi... Ê chết! Bật mí mất rồi, thế không được. Em phải dừng lại. Anh phải ngăn em ngay. Và bây giờ mời mọi người xem MV của bài hát để mình nói cho mà nghe. Vâng, bây giờ thì để mình nói cho mà nghe ạ.